Ê na na se vi tạp ba vô cha văn ca me su ca ma su ca li ca nu yo go hi no gam mo po thu cha ni ko anari yo anatha sang hi to vô cha văn a tha ki la ma tha nu yo go du kho anari yo anatha sang hi to e te te phi ca ve u po an te anupagam ma ma chi ma patipada tathagate Na phiền sam bố tha cha khu cà ra ni nha na cà ra ni u ba sa ma ya phiền nha ya sam bố tha ya niếp ba na ya sam va ta ti ka ta ma cha sa phi ka ve ma chi ma pa ti ba da ta tha ga te na phiền sam bố tha cha khu cà ra ni nha na cà ra ni u ba sa ma ya phiền nha ya sam bố tha Niết bàn na và sam va ta ti a ya me và a ri yo a thăng ghi cô mắc go se ya thi đăng sam ma đi thi sam ma sang ca po sam ma va cha sam ma cam măng tô sam ma a chi vô sam ma va ya mô sam ma sa thi sam ma sama thi a văn khổ sa phi ga ve ma chi ma pa ti ba ra ta tha ga te na phi sam bu tha cha ku ka ra ni nha na ka ra ni u pa sa ma ya phi nha di sam bu tha ja ni ba ya sa sam wa ta ti i văn khổ pa na phi ga ve du khang a ri ya sat văn cha ti bi du kha cha ra bi du Maranam pi du khang so kapadi de varu kado mana supam jasa bisa bi du kha api jehe sajam bajogo du ko pi jehi vip bajogo du ko yang pi chang nalapati tam bi du khang sang ki te na pa ki pa da na khang tha du khai đằng khô pa na phi ka ve du kha samudayo ariya sak chang ya yang tan ha bo nam pa vi ka nang di ra ga sa ha ga ta ga ta ta tra phi nang di ni se ya thi đằng ka ma tang ha pha pa tang ha bi pha pa tang ha đằng khô pa na phi ka ve du kha ni ro tho I đằng khô bà na phi ca về đúc khả nhì rô tha gà mi ni bà ti bà đàm a ri ya sạc chăng a ya mê và a ri yô a thăng ghi cô mắc gô Sê giá thị đăng sâm ma đi thị sâm ma sang ca po sâm ma vả cha sâm ma cầm măng tô Sâm ma a chi vô sâm ma vả giá mô sâm ma sĩ sư sâm ma sâm ma Ti đằng đuốc khăn ariya sát chăng ti mê phi khá vê búp bê aranu su tê su thăm mê su chạc khum u đá pa ni nhà năng u đá pa ni phản nhà u đá pa ni việt cha u đá pa na a lô cô u đá pa na tăng khô pa ni đằng đuốc khăn ariya sát chăng pa ri nhảy dân ti mê phi khá vê búp bê aranu su tê su thăm mê Su cha khum u đa pa ni nha năng u đa pa ni pa nha u đa pa ni vi a u đa pa ni a lo ko u đa pa ni tăng kho pa ni đăng đuốc khăn a di ya sát chăng pa ri nha tăng ti me phi ca ve búp bê a ra nu su te su tham me su cha khum u đa pa ni nha năng u đa pa ni pa nha Udapa ni vi cha udapa ni a lo ko da pai dang duk kha samadyo ariya sak chang ti me phi ka ve bup be aranu su te su tham me su chak kum udapa ni nha nang udapa ni panya udapa ni vi cha udapa ni a lo ko da pa ni tang ko pa ni dang duk kha samadyo ariya sak chang pa ha ta pang ti me phi ka ve bup be Aranu su te su tham me su chak khum udapa ni nha năng udapa ni phan nha. Udapa ni a lo ko da ma tang ko pa di đăng. Dukkha samudayo ariya sak chang pa hi năng ti me phi ka ve bup be aranu su te su tham me su chak khum udapa ni nha năng udapa. Ni pan nha udap ni vi cha udap na a lo ko da pai dang do kha ni ro tho ariya sak chang ti me phi ka ve bup be aranu su te su tham me sa cha kum udap ni nha năng udap ni pan nha
Udapani vicha udapani aloko udapani tanko panidang dukha nirotho ariya sakyang sakita tang time pikave bumbe arano sute sutamme sujakum udapani nyanang udapani panya udapani vicha udapani aloko udapani tanko panidang dukkha nirodho ariya sakyang sakita tang time pikave bumbe arano sute sutamme sujakum udapani nyanang udapani panya udapani vicha udapani aloko udapani dang dukkha nirodha gamini patipadam ariya sakyang time pikave bumbe arano sute sutamme sujakum udapani nyanang udapani panya udapani vicha udapana amroko udapani tangko banidang dukkha nirodha gamini patipadam ariya sakyang pavitappang time pikave bumbe arano sute sutamme sujakkhum udapani nyanang udapani panya udapani vicha udapani aloko udapani tangko banidang dukkha Kanirotha gamini patipadam ariya sakyang pavitang time pikave bumbe arano sute sutamme sujakkhum udapani nyanang udapani panya udapani vicha udapani aloko udapaya vakivang chame pikave ime sujatu su ariya sakye su evang tibaratam dvadasakarang yatha phutang nha na đa sa năng na su phi su thăng a hô su nê và ta và hăng phi ca vê sa đê và kê lô kê sa ma ra kê sa pram ma kê sa sa ma na pram ma ni ya pa cha ya sa đê và ma nu sa ya nu ta răng sam ma sam bồ thin a pe sam bồ thô bạc cha nha xin ya tô cha khô mê phi ca vê y mê su cha tô su a ri ya sa kê su e văn ti ba ri va tăng đoa đa sa ka răng ya tha phu tăng nha na đa sa năng su vi su thang a ho se ap ta hang phi ca ve sa de va ke lo ke sa ma re ke sa pra me ke sa se ma na pra ma ni ya pa cha ja sa de va pa nu sa ya nu ta rang sam ma sam bo thi na phi sam bu tho pa cha nya xin nya năng cha pa na me da sa năng u da pa ne pa me vi mu ti a ya mang ti va cha ti nu ti da ni pa cha pa vô đi đàm vô cha pha gá qua át tâm na băng cha pha gí ya phi khu pha gá qua tô pha sĩ tăng a phi nặng đum đi mas min cha pha na ve ya karan nas min phan nha ma ne a ya sma tô cộng đan nha sa vi re yang vi tâm a lăng tham ma chắc khum mu đắp bị yang kiên cha sa mu đa ya tham mang sap băng tăng ni ro tha tham mang chỉ ba va tí tê cha pha gá qua ta tham ma chắc cây phụng ma để va sap đàm anu sa ve sum ê tăng pha gá qua ta ba ra na si yang y si pa ta ne mi ka đa dê anu ta răng tham ma chắc khâm ba vắc tí tăng a pa tí vắc tí yang sam ma ne na va prát ne na va để với na va ma re na va prát mu na và kê na chê lô cát minh thì phụng ma năng đệ và năng sát năng sư to cha tâm ma ha ra chỉ ca đệ và sát đà ma nu sa vệ sum cha tâm ma ha ra chỉ ca năng đệ và năng sát năng sư to ta vất tìm sa đệ và sát đà ma nu sa vệ sum ta vất tìm sa năng đệ và năng sát năng sư to giả ma đệ và sát đà ma nu sa vệ sum dạ ma năng đệ và năng sát đăng suốt toa tu sĩ tam đệ và sát đà ma nu sa vệ sum tu sĩ ta năng đệ và năng sát đăng suốt toa niệm ma na thế ti đệ và sát đà ma nu sa vệ sum niệm ma na ra ti năng đệ và năng sát đăng suốt toa pa rin bi ta và sa và tim đệ và sát đà ma nu sa vệ sum pa rin bi ta và ta và sava vati năng đệ và năng sát năng suốt toa pháp ma ca di ca đệ và sát đà ma nu sa vệ sum ê tăng pha ga qua ta ba ra na si yang y si pa ta ne mi ca đa ye anu ta răng tham ma chak khang ba va ti tăng na pa ti va ti yang sam ma ne na va pháp ma ne na va đệ va na va ma re na va pháp ma na va ke na chi vô kas min ti ti ha te na kha ne na te na mu hu te va pháp ma lo ka sắc đô áp phu gạch giá dân chạy đá xa xa ha xịp lô cà thả tu sân cầm bi sân
sang pha cầm bi sam pha vệ thi áp pha ma no cha ô la ro ô pha so lô kê pha tu ra ho sa ti cầm ma và đệ và năng đệ và nụ phá văn át tà khô phá cá hoa đà năng ngụ đà nê si anh nha si vát tá khô cộng đà nhô anh nha si vát tá phô cộng đà nhô tỷ tỷ hơi đăng a giá spa tô cộng đà nha si anh nha cộng đà nhô tuê va na mang a hô si tí. Dịch Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ Thanh Tâm và kính thưa toàn thể đạo tràng, con Nguyên Thông vừa đọc xong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Bây giờ con xin được trao mai lại cho Sư Phụ Thanh Tâm để Ngài điều khiển chương trình theo chương trình Sư Phụ mong muốn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Con xin được trao mai lại cho đạo tràng. Nam Mô Bích Thời Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Và nguyên như con xin kính lãnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính lãnh lễ Sư Pháp Thanh, con xin kính lãnh lễ Sư Pháp Trang, con xin kính lãnh lễ Sư Nguyên Thông, và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin kính tri ân Sư Nguyên Thông đã vừa đọc bài kinh cho chúng con nghe thật là hay. Và bây giờ con thấy là Pháp Sư đã vào room. Và nguyên như xin kính mời chư vị cùng với con lắng lòng thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Brahmacha loka thipati saham bhati katan chali an thiwarang ayajatha santi thasantam barajang khachatika đề sê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng san thầm ma phê rinh vi nhà dân cha ca dân sùa tân cha bần thân a phi thầm ma chăm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đần đăng ba bố tha nầy dê ba ri sa ya man chê ê vang sa ham ba ti brahma pha gam tăng a ya cha tha tuân hi pha quê na tăng bu thô ca ruôn nghe na thi hoa sa ya tăng ha bu tha ya pa đê na ni ga đa yang ta tô ga tô bành cha quang gia đa vô nầy dê a măng ba dê si thăm ma tô ta tô ba phu ti sam bu thô a nu na thăm ma đê sa năng ma kha wa sa ni đê sê si san ta năng an tha sinh tha căng tê na sa tu a yo phân tê đề sê tu thâm ma đề sa năng sam ba di tha pa ri sa ya a nu cam bam bi ca ta quê nắc mô bút tha giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang kha giá. Và nguyên như con xin thay mặt đạo tràng
kính thỉnh sư Pháp Thanh có thể đăng đàn để cho chúng con bài pháp ngày hôm nay. Và con xin dâng mic lại cho sư để sư có thể thỉnh chỉnh âm thanh trước khi mà chị Hà hoặc là Nguyên Trang có thể đọc chánh kinh của ngày hôm nay. Và con xin dâng mic lại cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Kính chúc các ngài pháp thể trang an. Chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần thứ tư là niệm pháp. Và bây giờ tôi xin mời cô Nguyên Trang hoặc cô Hà đọc cái phần chánh kinh, và sau đó sư sẽ chia sẻ giải thích về cái phương pháp thứ tư. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, con kính chào đại tràng và con xin đọc phần chánh kinh của pháp niệm pháp ạ. Quán niệm pháp Tham Ma Nu Bas Sa Na là tu tập chánh niệm tỉnh giác đối với hành tướng các pháp đã có và sẽ có. Những đề tài pháp quán niệm xứ như là suy niệm ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, ngũ triền cái, thất giác chi, bát chánh đạo. Niệm xứ này lấy tưởng uẩn và hành ẩn làm đề mục. Dạ, con đã đọc xong chánh kinh ạ. Con kính dâng cái mic lại cho sư để sư giảng dạy cho chúng con ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Hôm nay chúng ta học cái pháp quán niệm xứ Thammanupassanati Bhavana. Thì cái đề tài mà về niệm pháp này đó nó rất là rộng lớn. Thì quý vị học cái pháp đã biết rồi. Tất cả gọi là pháp. Thì niệm pháp là vị hành giả quán là quán các cái hiện tượng đang sanh khởi ở trong tâm, như là năm triền cái, quán gì năm quẩn, quán sáu nội căn, sáu ngoại căn, hay là thất giác chi tứ diệu đế, thì quán về cái gì, quán về những cái tác ý nó sanh khởi, hoặc là nhận thức các cái pháp nó đang diễn ra ở trong danh và sắc, thế nào mình biết như thế đó. Bây giờ khi mà chúng ta quán về cái pháp thiện đi, như hồi nãy khi mà quý vị nghe Đức Nguyên Thông đọc về cái bài kinh chuyển pháp luân thì cũng là pháp. Mà bây giờ quý vị đang nghe sư giảng chia sẻ thì cũng là pháp. Nhưng mà sao? Tại vì á, cái chúng ta khởi lên cái so sánh, thành ra là tại vì kinh chuyển pháp luân đề tài về về pháp mà này, nhân thấy không, thành ra đó chính vì chúng ta có cái sự so sánh, chứ còn
quán pháp này tất cả là pháp. Nhưng mà nói không, nó có thiện hoặc là bất thiện. Những cái pháp mà bất thiện là sao? Như năm triền cái, tức là tham, sân, hay là nói là dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, cạo mối cái, hoài hiện nghi cái. Thường thường là năm cái triền cái này đó, nó là cái pháp để gây cái sự chướng ngại, nó gây sự trở ngại cho cái vị hành giả. Tham muốn trong cái sự vật chất thế gian, tham muốn trong dục lạc, sân hận ác ý, hay là giả dụi, hôn trầm thị miên, trảo hối, là cái tâm nó không yên, sao động, lăng xăng lo lắng, hoài nghi, là sự ngờ vực, đúng sai, phải không phải. Đó thì khi mà chúng ta thực hành, thường thường là những cái năm cái truyền cái này nó hay diễn ra. Rồi khi mà chúng ta thực hành, chúng ta quan sát coi cái niệm, cái sự chánh niệm và tỉnh giác của mình nó rõ hay là không rõ. Nếu mà cái niệm của mình mà nó còn rời rạc, thì chúng ta cần phải niệm cho nó mạnh lên, miên mật một cách khăng khít hơn. Cái tỉnh giác của mình nó còn lơ lỏng, nó không có thấy rõ, nhận thức rõ đối tượng ngay tại thời điểm mà đối tượng sinh khởi, nó ghi nhận nhưng mà nó chậm hơn hoặc là sớm hơn là không đúng, mà nó phải ghi nhận đúng rõ ràng ngay cái thời điểm cái đối tượng sinh khởi. Nếu mà nó nhanh quá thì phải kéo nó lại, nếu mà nó chậm quá thì phải tăng cái sự tỉnh giác của mình nó mạnh thêm. Cần phải thúc đẩy cái pháp và tinh tấn lên chút. Đó giống như mình lái xe lên, mình mới biết cái đoạn đường này mình phải, nếu mà cái xe nó chạy chậm quá thì mình có thể mình tăng cái ga cho nó chạy nhanh chút. Đến những cái đoạn đường nào mà mình thấy có người đông, có nhiều những cái chướng ngại nguy hiểm, gần trường học, gần chợ búa rồi đó, đông người, thì cần phải giảm lại. Đó, nó tăng nó giảm, mình điều chỉnh trong các cái đó rồi xong. Rồi nếu mà mình phải quan sát về cái nhân duyên, đó, bây giờ cái thiện, pháp thiện hay là pháp bất thiện, từ đâu? Nó từ cái tác ý. Có cái tác ý rồi các cái duyên nó đầy đủ, thì cái pháp thiện nó sẽ hiện khởi. Trong cái bài kinh Đức Phật nói với ông Bà Hí Giá, trông thấy chỉ có thấy. Thì trong cái thấy của mình là sự vận hành của pháp, của danh sắc, của các căn và cảnh trần, là sự sanh khởi, chứ không có một người, không có người nào thấy, không có một bản ngã, không có ông Ba Hí Giá, mà không có một con người nào ở phía sau cái thấy đó. Bây giờ chúng ta đang nghe pháp như vậy là sự vận hành của pháp, có tác ý
để nói lên những cái lời thiện, à, đầy đủ nhân viên có tác ý rồi, các cái bộ phận, à, điện ngấm rồi, à, đường truyền rồi máy móc, à, nó thuận duyên, à, thì quý vị mới nghe được. À, rồi quý vị sao? Quý vị cũng phải có cái tác ý thiện, à, quý vị có sự chú tâm ghi nhận lắng nghe, à, thì các cái thiện pháp nó sẽ khởi lên. À, à, còn nhưng mà không có một ông pháp thanh, cũng không có Nguyên Như, Hồng Thị Kim Nhung, Quanh Phạm, là Từ Mẫn, là Kim Quanh gì đó. Đó là cái sự vận hành của pháp đó. Nè, tại vì chúng ta vô minh, à, chúng ta, à, tôi đang nghe, tôi đang nói, tôi đang suy nghĩ. Nhưng mà sự thật ra đó, cái đó là sự vận hành của các pháp, của danh và sắc. Hoàn toàn không bản ngã, không có một con người nữa. Thành ra khi mà chúng ta hiểu biết như vậy đó, à, bây giờ tôi cũng có cái sư, về bản thân sư thì cũng có tác ý thiện, à, cũng chuẩn bị, nhưng mà cái duyên nó không đủ, à, điện cúp, à, mà khi mà điện cúp thì nó là một cái trở ngại rồi, không? Rồi điện có, nhưng mà bây giờ cái thiết bị máy móc nó không ổn, không? Đó, nó có sự trục trặc, cái duyên nó không thuận thì pháp thiện nó không thể sanh khởi, à, là như vậy đó. Đó, thành ra mình biết rồi, bất cứ một cái hiện trạng nào nó sinh khởi trong tâm, à, thì chúng ta ghi nhận. Ví dụ như bây giờ á, mình mong muốn một cái điều gì đó là tham, à, quý vị nhận thức, à, tham hay là pháp bất thiện, pháp tham nó đang hiện khởi, mình khó chịu, mình bực bội với một cái vấn đề nào đó, thì biết gì, cái sân hoặc là cái pháp bất thiện nó đang hiện khởi ở trong nội tâm chúng ta. À, khi chúng ta ghi nhận rõ ràng đối tượng, à, tại sao lúc đó là trí tuệ, à, pháp thiện nó đang hiện khởi. À, còn khi mà mình giả dự buồn ngủ, à, cái tâm nó lùi sụp, nó mê mờ, à, nó không có thấy rõ, không nhận thức rõ đối tượng, à, nó co rút, hay là cái tâm nó phóng dật, nó không yên ở trên đối tượng, thì lúc đó là gì? Các cái pháp bất thiện nó sinh khởi, những cái triền cái trở ngại, à, nó đang hiện khởi đó. Thì khi mà chúng ta cũng theo dõi đối tượng, à, nhưng mà khi những cái pháp này nè nó sanh khởi lên thì mình sẽ biết. À, thí dụ cũng là đi kinh hành, à, cũng là đi kinh hành, nhưng mà, à, cái tác ý mình thì thiện á, mình muốn đi kinh hành, nhưng mà sao mình đi chẳng may mình đạp những cái mảnh đá nhọn chẳng hạn, à, dẫm phải những cái gai nhọn chẳng hạn, thì sao? Rồi bắt đầu đau lớn phát sanh lên, à, mình bực bội, à, thì lúc đó là gì? Cái bất thiện nó sanh khởi trong nội tâm mình, à, sân hận, khó chịu, à, không? À, hoặc là khi mà mình dẫm phải đá nhọn, dẫm phải gai, à, rồi cái tâm nó cào nhào, tự nhiên đi chi cho nó đạp gai nó đứng, à, thì lúc đó là gì? Là cái pháp bất thiện nó đang sanh khởi, nó gây sự cản trở, à, cái vấn đề mà mình thực hành, à, cái vấn đề đi kinh hành của mình đó. Thành ra đó, quán pháp ở đây là chúng ta luôn luôn theo dõi về cái
các cái pháp nó đang diễn biến ở trong nội tâm chúng ta. Nè, trong tâm chúng ta luôn luôn là gì? Thiện, bất thiện, thiện, bất thiện, bất thiện, thiện, à luôn luôn đó. Đấy. À, rồi á, có những pháp, à mặc dù á là ở ngoài á thì mình thấy nó là thiện, nhưng mà đó nó thúc đẩy phía sau nó là cái bất thiện nè. Thành ra cái tâm á, nó đôi lúc nó cũng tráo trở, nó cũng mang nhiều cái mặt nạ lắm, thấy không? Có những khi mình muốn giúp người đỡ người khác đó. À, nhưng mà sao cái hành động giúp đỡ này không phải là nó chỉ là đơn giản là thiện không, mà sao à người ta làm nhiều cái điều thiện quá mà bây giờ mình không làm á thì cũng không được, không à, mình làm để cho được ta được khen ngợi tán thán thế này thì khác đó, vì cái ngã mạn, cái mong muốn nó thúc đẩy cái mình làm để được những cái lời tán thán để người ta nể trọng đó. Thành ra mình phải xem kỹ coi cái hành động bố thí này nè, à nó có phải được thúc đẩy bởi phiền não hay không. À bây giờ á mình đang ngồi thiền, à nhưng mà bây giờ là bị tê, bị đau, à rồi bây giờ muốn đứng dậy, à muốn đứng dậy mình phải quan sát coi cái muốn này đó là do phiền não nó thúc đẩy hay là sao. À nếu mà do cái hoài nghi của mình nó ngăn chặn, à bây giờ à, máu nó không lưu thông được, nó đau, nó tê, nó nhức, à thì đổi hoài nghi, à thì cái đó là không, chúng ta có thể thực hành. Còn mà nếu mà tại vì nó rực rãi, nó không chấp nhận cái đau, cái tê mà buộc mình phải thay đổi, thì cái đó là cái thúc đẩy của phiền não. À chúng ta phải phân biệt, à thành ra đó trong cái hành cũng vậy, nó có ba cái, à phúc hành, à phi phúc hành và tức là những cái này nó chỉ là không có thiện mà không có bất thiện. Ví dụ như bây giờ mình ngồi, à mình ngồi lâu, bây giờ tự động nó sẽ thay đổi hoài nghi, à thì cái tình trạng mà thay đổi này đó là nó không có bất thiện, nhưng mà muốn thay đổi à là cái đó khác, à thành ra đó chúng ta phải quan sát. À phúc hành là nó muốn làm những cái thực hành những cái pháp thiện, à phi phúc hành là làm những về bất thiện nè. Còn cái những cái hành động như mình thấy à nó thuộc về không thiện mà không bất thiện, à nó chỉ làm, nó làm một cách máy móc thôi. Bất động hành là nó chỉ về cái sự thực hành để đạt đến những cái cõi trời vô sắc, à chứ nó không có kể trong đây. Thì khi mà trong đời sống á, à, chúng ta có ba cái vậy đó, tức là chúng ta những cái tác ý đó, à
có những tác ý thiện, nhưng mà có những cái tác ý bất thiện, và có những cái tác ý không thiện mà cũng không bất thiện. À, ví dụ như bây giờ á, có cảnh sắc xuất hiện, à, cái nhãn căn nó làm việc, cái thức, nhãn thức, cái sinh khởi, à, thì lúc này đó, cái thức nó chỉ làm cái công việc của nó là thấy thôi. Thấy thôi, nó không có, lúc đó không có thiện mà không có bất thiện. Nó làm việc một cách máy móc nhận thức đó. Đó. Nhưng mà khi mà cái động lực nó xử lý đối tượng á, nếu mà gặp đối tượng thích ý vừa lòng á, nó chấp thủ vô, à, thì lúc đó là nó tham muốn, là bất thiện. Còn nếu mà nó không thích ý vừa lòng, à, nó bực bội, nó khó chịu, nó xua đuổi, à, sân, thì cũng là phiền não. À, cho nên á, là chúng ta biết, à, cái, à, các cái pháp nó đang diễn biến như thế nào, biết như thế đó, đó, để mà trong trong đời sống chúng ta kiểm soát được cái những cái tác ý, những cái pháp nó đang hiện khởi, à, chúng ta biết để chúng ta kịp thời, à, dập tắt những cái bất thiện. À, rồi nếu mà những cái thiện pháp mà nó còn non yếu thì chúng ta sẽ dung bồi, à, để cho nó mạnh lên. Mà nếu mà nó quá mạnh thì mình phải quân bình nó lại, à, cho nó vừa đủ, à, thì như vậy á, thì các cái pháp nó quân bình, nó cân bằng, à, thì nó sẽ tốt đẹp. Còn nếu mà bây giờ chúng ta cũng hành thiền, chúng ta cũng muốn làm thiện sự, nhưng mà đó, mà mình làm quá mức, à, thì nó cũng trở thành một cái chướng ngại. Tại sao mà mình muốn đạt được cái này, mình muốn đạt được cái kia? Tại vì cái sự hành thiền đó là nó là thiện đó, nhưng mà vì mình muốn, à, mình muốn ngồi phải được 3-4 tiếng, à, mình muốn là phải đạt được cái tâm an tịnh, mình muốn phải đạt được cái trạng thái hỷ lạc, à, mình muốn phải đạt được cái này, đạt được cái khác, thì cái đó là nó trở thành là gì, à, bất thiện. À, thành ra nó mình phải coi chừng, à, chứ không phải cái đúng cái hành thiền thì tốt đó, nhưng mà chúng ta phải quan sát phía sau nó là cái gì nó thúc đẩy mình, đó. À, nó là thiện hay là bất thiện, à, cho nên chúng ta phải khéo, à, phải quan sát này, nếu không á là chúng ta sẽ bị những cái phiền não. À, có những trường hợp, à, khi chúng ta đạt được một vài cái kinh nghiệm, à, một vài cái hiểu biết, không? À, chúng ta muốn chia sẻ, muốn hướng dẫn, muốn chia sẻ chỉ dẫn cho những người khác. À, nhưng mà sao? À, phía sau cái tác ý gì muốn này, này là cái gì? À, nhiều khi nó là cái phiền não vi tế mà mình không thấy, à, của gì, của tâm ngã mạn, à, cho nên á là chúng ta phải cảnh giác, à, cảnh giác đối với các cái pháp bất thiện. À, à, tôi có cái tâm tốt đẹp mà tôi muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết này, à, nhưng mà đó mình thấy cái sau, phía sau nó là cái tâm ngã mạn, à, để có được những cái lời tán dương, những lời khen ngợi. À, thành ra đó chúng ta phải coi chân. À, có nhiều vị, à, hành giả hồi đó ở bên trường thiền, à, có nhiều vị hành giả đó,
cũng thực hành một thời gian. Rồi trước khi mà rời khỏi trường thiền thì cũng bạch ngài, bây giờ con tu tập con cũng được những kinh nghiệm như thế này thế này, bây giờ con về con có thể con chia sẻ, con hướng dẫn, chỉ giúp cho người khác được không? Thì ngài hòa thượng nhà nói sao, bây giờ về lo dạy mình trước, chứ đừng có lo dạy người ta. Rồi một lần ở trong một cái bài pháp đó, thì ngài hòa thượng ngài nói sao, ngài nói ngài không bao giờ ngài giảng về niết bàn, tại vì khi mà ngài giảng về niết bàn á là vài bữa là thiền sinh á trình pháp mà nói ai cũng đạt được niết bàn đó. Nhưng mà cái đó không phải thật sự là cái kinh nghiệm của mình. Tại sao? Tại vì cái đó là do phiền não, do cái tưởng mà ra đó. Cho nên á, chúng ta phải cẩn thận phía sau tất cả những cái này nè, nó có cái bất thiện mà nó thúc đẩy không. Nếu mà thấy rằng mình nhận thức rõ được cái mặt nạ của nó đó, để mình cố ráng, mình cố gắng mình tu tập, chứ không á thì sao, phiền não nó sẽ sanh khởi. Cho nên á, niệm pháp ở đây đó là luôn luôn á chúng ta phải phản tỉnh, xem xét pháp nó hiện khởi như thế nào, rồi nhận thức để mình kịp thời đối với những cái bất thiện, thì mình kịp thời mình dập tắt, mình sửa đổi. Còn đối với những cái thiện pháp thì mình sẽ dung bồi cho nó mạnh mẽ, các pháp không để cho pháp nào nó quá quá nổi trội, mà không để cho nó lùi sụp. Chúng ta phải có lúc chúng ta cũng cần phải thúc đẩy sự tinh tấn để nó quân bình, hoặc là có những lúc chúng ta phải hành xả để giảm thiểu cái sự tinh tấn, để nó cân bằng các căn giữa niệm và tuệ, thì nó phải quân bình nhau. Niệm mà mạnh quá đó thì bắt đầu nó cũng muội lượt, không? Mà tinh tấn mà quá mạnh á, thì nó sinh ra phóng dật cũng không được. Cho nên á, cái tuệ á, là phải hiểu rõ những lúc nào, những cái pháp nào cần phải tăng lên, nên tinh tấn thêm lên. Nhưng mà có những pháp nào thì phải hành xả để giảm thiểu, để quân bình các căn trở lại. Trong thực hành cái thất giác chi cũng vậy đó. Đó là chúng ta phải có cái trí tuệ để quan sát, để xem xét các cái pháp để quân bình, thì như vậy thì chúng ta sẽ được những cái lợi ích trong đời sống vậy. Có những cái tác ý, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận phải cẩn thận xem xét tác ý này nó đúng là những cái thiện lành, có tâm từ, hay là thúc đẩy bởi phiền não, tham muốn, hay là cổng cao ngã mạn. Mình phải xem xét. Chứ còn á, nếu không á thì sao, chúng ta bị cái phiền não vi tế nó thúc đẩy mình không biết. Cho nên á, là cái niệm pháp này nó hết sức là quan trọng cho những cái vị hành giả. Chúng ta phải biết để mà cẩn thận, để quán sát, xem xét các pháp ở trong nội tâm của mình, quán sát, xem xét tất cả các cái tác ý để đem đến cái sự an vui, đem đến cái trí tuệ, đem đến những cái kinh nghiệm tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta
không cẩn thận thì có đôi lúc mà chúng ta bị phiền não nó hướng dẫn, nó dẫn dắt mình, thì lúc đó thì sẽ khổ đau. Cho nên trong đời sống thì quý vị cũng, khi mà chúng ta càng giảm thiểu những cái tham muốn thì chúng ta sẽ an ổn. Mặc dù là có những cái muốn này á, nhìn bên ngoài là thiện pháp đó, muốn bố thí, muốn hành thiền rồi gì đó, nhưng mà chúng ta coi chừng có những cái là do cái phiền não phía sau nó núp lén, nó thúc đẩy, chứ không phải hoàn toàn là với cái tâm thiện pháp không. Thì qua cái phần thứ tư là tức là pháp quán niệm xứ hay là quán pháp, thì cũng xin chia sẻ với quý vị đôi điều. Và với phước báo này kính cầu mong Tiêu Tôn Đức Trưởng Lão trong ban an cư mùa mưa, cầu mong các ngài pháp thể ca ngang và đạt được nhiều lợi ích tốt đẹp. Chúc cho tất cả quý Phật tử cũng có được những cái lợi ích, những cái phước báo tốt đẹp trong đời sống hiện tại. Và cầu chúc tất cả an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Và con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã cho chúng con bài học của ngày hôm nay về trong phần tứ niệm xứ về niệm pháp. Và bây giờ là tới phần câu hỏi và trả lời. Quý vị có thể giơ tay đặt thẳng câu hỏi với chư tăng, hoặc là có thể chat lên màn hình để Nguyên Như đặt đọc thẳng cho sư Pháp Thanh ạ. Hôm nay vị nào xung phong có câu trả lời trước, Nguyên Như xin mời anh Thính Pháp, mời anh Lý, mời anh Kha Vinh, mời anh Giang, mời chị Hà, chị Nhung, mời Nguyên Trang, Chiếc Lá Mùa Xuân nè, Kỳ Anh nè, lớp mời em Duyên nè, lớp mình hôm nay có nhiều người quá. Dạ, Sa Thú anh Lý mở hàng. Dạ, Nguyên Như xin nhường mic lại cho anh ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Đàm Mai, Nam Mô Sang Khai. Con xin kính lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con xin kính lễ chư quý sư. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Thưa sư, hồi nãy sư có cả nhà mình nghe có rõ không vậy? Dạ. Dạ, cảm ơn tất cả. Cảm ơn Mỹ. Thưa sư, hồi nãy sư có nói về cái vấn đề mà khi mà chúng ta cái dục nó mạnh mà chúng ta cho rằng cái đó là dục thuộc loại pháp dục, dục hướng thượng, trong cái chuyện mà tu hành rồi xả thí trì giới, làm những cái chuyện phúc hành đó, mà sư cũng có nói rằng coi chừng có những cái pháp xen kẽ, những cái bất thiện pháp nó xen vào mà chúng ta không để ý, thì như vậy thì sư có thể chia sẻ hoặc là dạy bảo cho chúng con những cái kinh nghiệm, những cái phương pháp nào để mà có thể nhìn thấy và có thể biết được rằng là trong cái những cái mục đích thiện, những cái pháp bất thiện nó xen kẽ, nó chen chân vào, và để chúng con có thể nhìn ra được và để có thể khéo tác ý và thiện xảo trong những cái trường hợp mà nó cái tâm nó đánh lừa chúng ta một cách theo cái dưới hình thức đó, thưa sư. Dạ, con xin in mic lại. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá, và kính lễ chư Tôn Đức.
Xin chào tất cả quý vị. Thì quý vị biết rằng pháp thì trong cái tác ý nó có ba cái: tham dục, rồi pháp dục và cái tác dục. Thì trong tham dục á, thì mình cần phải trừ khử, là những cái pháp mà nó mong muốn thụ hưởng dính mắc vào trong ngũ trần, sắc thinh vị xúc, vân vân. Rồi cái pháp dục á, thì mình cần phải nâng đỡ, phải dung bồi. Còn cái tác dục á, cái tác dục như nãy sư nói á, nó làm cái công việc máy móc, nó không thiện, cũng không có bất thiện. Trường hợp từ cái nhìn, hay là cái nghe, cái nhìn cái nghe này á, nó chỉ làm cái công việc của nó là nhận thức cảnh thôi, nó không thiện, không bất thiện. Thí dụ như cái trường hợp mà chúng ta thay đổi cái hoài nghi, thì khi mà mình thay đổi hoài nghi á, mình phải nhìn xem cái tâm mình á, nó có muốn hay không, nó có muốn hay không. Nếu mà có cái muốn thay đổi là nó có cái phiền não phía sau. Còn bây giờ mình thấy, nãy giờ mình đi, bây giờ mình thay đổi, mình đứng trở lại, hoặc mình ngồi xuống, thì cái này á, nó không có ảnh hưởng gì hết. Còn bây giờ á, bây giờ nãy giờ đi hoài, thôi giờ ngồi xuống đi, tức là phía sau nó có cái thúc đẩy của phiền não rồi đó, nó không chịu đi nữa, mà muốn ngồi, nó lùi sụp. Khi mình đi làm có sự tinh tấn, nhưng mà bây giờ cái bất thiện nó chen vô, nó không chịu đi nữa, nó muốn ngồi, là cái tâm nó bất thiện thụ động. Nó thành ra đó, tất cả trong đời sống đó, khi mà mình tác ý một cái vấn đề nào, mình phải phản tỉnh, mình xem xét lại, để mà chúng ta thấy được cái này nó là những cái tác ý tốt đẹp hay là ẩn chứa những cái bất thiện ở phía sau, thấy không? Ví dụ cũng là ngồi thiền, cái hành thiền là cái pháp dục, nhưng mà kỳ này tôi ráng tôi hành thiền để tôi đạt được cái này, đạt được cái khác, kỳ này á, tôi nhất quyết là hành thiền để mà đạt được cái là tu đầu quần đó. Thành ra sao cái sự nỗ lực tinh tấn này, sự thúc đẩy của phiền não, cái muốn, chứ phải là mình chỉ đơn giản mình thực hành để đạt đến, mà nó có cái thúc đẩy của phiền não. Thành ra sao quý vị thấy rằng có nhiều người á, thực hành một thời gian rồi chán nản bỏ dở, tại vì sao? Hăng hái tinh tấn dữ lắm, tinh tấn quên ăn bỏ ngủ, nhưng mà sao rồi cái bắt đầu nó mô của thầy giá, nó mô thăm mà giá, giọng quyết quý vị có nghe lại chưa? Khi mà mình đặt cái mục tiêu, mình muốn cái này muốn cái nọ,
mà mình thực hành một thời gian mà nó không đạt được cái điều mình muốn là chán nản, bỏ dở. Thành ra đó, cái việc vấn đề mà thực hành các cái thiện pháp cũng vậy. Lúc đầu á rất là hăng hái, bởi vì mình muốn đạt được. Mà cái bệnh này á, nhiều hành giả bị á, lúc đầu mình khổ quá, nghe nói là hành thiền để đạt đến cái sự an vui, thấy không? Cái nỗ lực hành thiền mà an vui đâu chưa thấy, sao mà nó tê, nó đau, nó nhức quá, rồi bỏ dở luôn, hỏng hành thiền luôn. Đó, thành ra có nhiều vị nói chứ, trời ơi sư ơi, bây giờ biểu con làm gì cũng được hết, mà biểu con hành thiền thì con không có hành. Tại vì sao? Tại vì mình cứ đặt cái mục tiêu là vô ngồi đặng được an tịnh, phỉ lạc phát sanh, rồi lân lân thoải mái, rồi nhẹ nhàng rồi cái nào. Nhưng mà vô ngồi đau quá, tê quá, nhức quá rồi thôi, sợ luôn, không hành nữa. Đó, thành ra đó, chúng ta phải canh coi chừng. Có những cái là pháp dục, nhưng mà nó bị thúc đẩy bởi các cái tham dục, khổ rồi đó. Cho nên đó là chúng ta phải nhận thức để hiểu rõ các cái pháp nó diễn tiến. Chứ nếu không á, là giống như nãy sư nói, cái tâm mình nó đeo nhiều cái mặt nạ lắm. Hay là hoặc ngài hòa thượng sư minh ngài nói đó, ở trong cái tâm mình á, nó có ông thánh mà nó cũng có thằng ăn trộm ăn cướp trong này nè. Đó, mình phải coi chừng, chứ không phải nó hoàn toàn tốt đẹp hết đâu. Tại vì mình còn phàm mà, mình còn phàm, cho nên những cái phiền não á nó ma mảnh. Bởi vậy mới gọi là tiềm miên, nó ngủ ngầm, nó ngủ ngầm. Rồi á, có đôi lúc á, nó đeo những cái mặt nạ rất là tốt đẹp, nó suối bẫy mình, nó dẫn dắt mình. Nếu mà chúng ta không khéo quan sát, không khéo phản tỉnh, với trí tuệ đầy đủ, thì mình sẽ bị nó đánh lừa, mình sẽ mắc bẫy của phiền não. Cho nên là trong những cái tác ý thì chúng ta phải luôn luôn cẩn trọng xem xét. Thành ra quý vị thấy rằng hôm đó mình học trong những cái bài mà ngạ quỷ sự đó, có những người cũng bố thí thì giới, như là sao, họ còn mong cầu, mong cầu đạt được cái này, mong cầu được cái kia, mong cầu tái sanh chỗ này chỗ nọ. Cho nên á, cuối cùng những cái tác ý thiện lành này nè, nhưng mà nó bị bất thiện chen vô, thành ra nó cho hậu quả đó không có tròn đủ. Thay vì nếu mà những cái vị này đó mà tác ý trong sạch, hoàn toàn của pháp dục á, thì cái quả nó sẽ rất là tốt đẹp. Nhưng mà do cái chen vô của cái phiền não, nó còn những cái cái tham dục nó chen vô, thành ra nó cản trở, không có được tốt đẹp, phải sanh làm những cái gì chư thiên ở cõi địa cầu, hay là hoặc là làm những cái vị mà nửa chư thiên mà nửa ngạ quỷ. Cho nên á, chúng ta thực hành thì chúng ta phải nhận thức, phải xem xét đầy đủ, nếu không thì nó sẽ đem đến những cái điều tai hại. Thì cũng xin giải thích, chia sẻ, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy.
Sankhaya, Nam Mô Thammaya, Nam Mô Sankhaya. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh, kính đảnh lễ Sư Nguyên, Sư Pháp Trang, kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào Đạo Trang. Dạ con đã thấy anh Lý Sa Thú ạ. Dạ cảm ơn anh Lý đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời Đạo Trang. Mình vẫn còn thời gian để đặt câu hỏi ạ. Dạ, con kính mời quý Phật tử. Vì những câu hỏi của quý Phật tử sẽ làm bài học chung cho Đạo Tràng ạ. Dạ, con kính mời. Anh Mỹ có câu hỏi không anh Mỹ? Dạ, trong đây con thấy cũng rất là đông nè. Không biết là họ Sa Thú bàn tay của anh Mỹ. Dạ, Nguyên Trang kính mời nha. Nguyên Trang xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Gia. Dạ, con kính đến lại ba ngôi Tam Bảo, con kính đến lại Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, tiếp theo câu hỏi của anh Lý thì kính thưa ngài, vậy chúng con có thể dùng tứ chánh cần để mà đem ra kiểm thảo hay là đem ra để mà để mà phân biệt cho biết là cái hành động của mình đó, tốt cho người và tốt cho mình thì mình mới làm, còn nếu mà hành động của mình không có tốt cho người hoặc là không có tốt cho nếu mà không tốt cho người hoặc mà chỉ tốt cho mình hoặc là ngược lại chỉ tốt cho người mà không tốt cho mình thì mình không làm. Vậy mình có thể dùng tứ chánh cần để mà phản kháng lại coi cái những hành động của mình có đúng và có nên hay là không. Dạ, con kính chư ân ngài giảng dạy ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Dạ, kính lễ chư tôn đức và chào tất cả quý vị. Thì nó là một cái để mà chúng ta luôn luôn phản tỉnh để kịp thời mà mình chấn chỉnh những cái bất thiện để nó sẽ kịp thời mà dập tắt những cái bất thiện. Thành ra trong đời sống á, chúng ta luôn luôn á, chúng ta phải xem xét coi á, là cái này á, là nó thiện hay là bất thiện. Thì cũng giống như chúng nói đó, Đức Phật dạy chúng ta đó là những cái nào mà nó lợi mình, lợi người thì chúng ta làm. Những điều nào mà lợi mình mà hại người là không làm. Mà lợi cho người mà hại mình thì cũng không làm. Còn mà hại người mà hại mình là càng không nên làm. Đó. Thành ra đó mình phải xem xét những cái nào nói chung á, mình suy xét này nè. Khi cái tác ý mà sanh khởi lên thì mình coi là mình cần hay là muốn. Đó. Nếu mà muốn á, là cái đó là phía sau nó là phiền não rồi, chắc chắn rồi, thấy không? Còn nếu mà mình thấy bây giờ điều này mình cần thì mình sẽ làm hay là hoặc là mình thấy những người khác họ cần thì mình sẽ làm đó. Thành ra đó có nhiều khi có mấy người Phật tử họ hỏi sư có cần gì không, sư nói không có, sư đâu cần gì đâu. Có đôi lúc á thì những người Phật tử họ nghe họ nói trời ơi, mình thì mình hỏi thiệt mà ông sư này ông nói nhiều cái nghe sao phũ phàng quá. Thấy không? Đó, mà sự thật ra đó, khi mà mình còn muốn, mình còn muốn là nó còn cái phiền não. Trời ơi, muốn thì muốn nhiều lắm, muốn đủ thứ hết trơn á. Không? Cho nên á thôi
mình giảm bớt, càng giảm bớt nhiều cái muốn chừng nào á thì nó đỡ khổ nhiều chừng nấy. À, và quý vị thấy rằng á, có nhiều người họ so sánh, họ nói chừng nào mà muốn những cái mà lớn lao, à, muốn làm vua, làm tổng thống, à, rồi kia nữa. Chứ còn những cái muốn bình thường, à, muốn có chén cơm nóng với miếng nước tương, à, muốn có miếng miếng nước trà gì đó, thì cái này nó nhỏ nhoi quá, đâu có sao. Không phải đâu. Đứng ở trên cái phiền não thì sự thật ra cái muốn làm vua, làm chúa đó, chứ cái muốn có được một ly nước trà nó cũng như nhau à. Đó, cho nên đó, Ngài Hòa Thượng Ngài nói sao không? Cái phiền não á là giống như cái xú quế vậy đó. Không? Không phải là quý vị vô cái hãng nước mắm á mà mới nghe cái mùi hôi, mà chỉ cần một giọt nhỏ bằng cái đầu tâm thôi, à, cái mùi xú quế nó cũng lan ra cả căn phòng. Thành ra đó, cái muốn mà làm vua làm chúa với cái muốn mà được một ly nước trà nó cũng là phiền não, à, mà hả phiền não thì nó sẽ đem đến cái khổ đau. À, cho nên á là chúng ta phải nhận thức để chúng ta tránh xa, à, thì như vậy chúng ta sẽ bớt được những cái phiền não. Chứ không phải muốn có nhà lầu, muốn có xe hơi, muốn có tài sản địa vị, à, với muốn có được một cái áo đẹp, hay là muốn có một đôi dép đẹp. Cái muốn cái áo đẹp hay cái đôi dép đẹp đó là nó nhỏ nhoi. Muốn nhà lầu xe hơi, muốn tài sản địa vị này đó. Đấy. Tất cả phiền não là phiền não. Hả? Còn tham muốn là còn khổ. À, vì nhớ vậy đó. Thành ra đó, chúng ta thực hành giảm thiểu những cái tham muốn. À, những cái tham muốn dù là nhỏ nhoi nhất mình cũng tập lần hồi mình thoát ra nó, à, chứ đừng nói gì tới những cái tham muốn lớn. À, thành ra đó Đức Phật mới nói sao, có những cái chánh pháp mà mình còn phải bỏ nữa. À, hồi đầu mình chưa học Phật pháp, mình chưa hiểu, mình mong muốn đạt được Niết Bàn. Nhưng mà trong có một số bài kinh á, Đức Phật nói á, cái sự xuất gia của vị tỳ khưu á là vô thủ trước Niết Bàn. Chứ còn không phải mình xuất gia để mà mình tìm kiếm cái Niết Bàn. Đó, mình xuất gia mình tìm kiếm là đi với cái phiền não rồi. Mà khi mà phiền não thì mình chấp thủ mà đi, chấp thủ để đi kiếm Niết Bàn làm sao mình gặp được. Nó thúc đẩy bởi phía sau là cái bất thiện. Mà Niết Bàn nó là cái sự hoàn toàn thanh tịnh, trong sạch, không có mặt của phiền não. Không? Cho nên á, là chúng ta phải từ bỏ pháp để mình tự thành đến bờ bên kia. Mà khi mình đến bờ bên kia rồi con phải bỏ mà. À, cho nên á, trong đời sống các cái thiện pháp chúng ta thực hành, nhưng mà chúng ta không có chấp thủ, không dính mắc. À, đó. Còn nếu mà mình phải thực hành cái pháp này, phải thực hành cái pháp kia, phải đạt được điều này, phải đạt được điều nọ, thì như vậy á, là còn tầm cầu, còn mong muốn, còn phiền não, sẽ còn khổ đau. À, mà chúng ta chỉ làm cái bổn phận của chúng ta, à, thực hành. Còn khi nào đầy đủ nhân duyên, à, thì pháp tự nhiên sẽ hiển bày, à, sẽ đạt đến. À,
thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của chú Cần, và chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con đã thấy anh Mỹ Sa Thú, Sa Thú ạ. Dạ, con xin thay mặt đầu tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã trả lời câu hỏi của anh Mỹ. Dạ, rất là hoan hỷ câu trả lời và câu hỏi của anh Mỹ và câu trả lời của sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ, con thấy thời gian cũng vừa phải lẽ. Dạ, sau đây con kính thỉnh sư Thanh Tâm từ Bưu Hoan Hỷ cầm mic để cho chúng con mình có thể vài phút thiền không sư? Dạ, con không biết sư Thanh Tâm có trước máy không ạ? Dạ, sa thú bàn tay của sư. Dạ, một lần nữa con kính tri ân sư Pháp Thanh ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con kính gửi mic lại cho sư Thanh Tâm. Dạ, mô Phật. Trước hết con xin kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô và kính chào đạo tràng. Kính thưa quý vị, bây giờ là 10:27. Bây giờ mời quý vị ngồi tĩnh tâm 5 phút nha. Trước khi tĩnh tâm, sư nhắc lại cái phần hôm qua đó. Phần hôm qua nó có một cái phần là nó có cái gọi là tri kiến. Mình muốn tu để đoạn trừ phiền não đó. Tức là gì? Ai cũng biết là phiền não là khổ. Phiền não là khổ, là sanh tử luân hồi. Muốn đoạn trừ phiền não á, cái đầu tiên á, là cái tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Mình tu á, khi mà mình niệm thân niệm tâm á, thì mình thấy biết thân tâm của mình nó là pháp vô thường, khổ vô ngã ha. Đó là cái tri kiến á. Tri kiến là thấy biết thân tâm. Rồi bây giờ mời quý vị ngồi tĩnh tâm, ngồi thiền đó 5 phút. Cái đầu tiên là đưa tâm mình về với hiện tại. Hiện tại là hiện diện, mình thấy cái thân của mình. Thứ nhất là tư thế, nó ngồi mình biết nó ngồi, nó nằm mình biết nó nằm, đứng mình biết nó đứng. Rồi mình đưa tâm mình về hơi thở. Hít thở đang ngồi, hít thở ngồi. Rồi mình thấy toàn thân mình nó vô thường, thay đổi trong từng hơi thở. Thân này nó sanh diệt trong từng hơi thở. Hít thở, mình thấy nó vô ngã. Mình phải thở, mình nín thở không được. Hít thở. Thì từ đó mình thấy được tâm của mình. Nhớ quá khứ, quý vị niệm nhớ hay biết hết. Và thấy biết không chấp thủ. Rồi ý nghĩ sanh khởi hành giả niệm, ý nghĩ thấy biết rõ nghĩ cái gì và buông xả trở về với hơi thở. Hết thở thư giãn.
Hành giả thấy biết thân tâm là vô thường, khổ, vô ngã và buông xả. Dạ, Mô Phật, kính chào đạo tràng. Sau khi mình ngồi thiền thì mình nên rải tâm từ, rải tâm từ để nó đoạn trừ, nó từ bỏ cái sân si. Khi mà một người mà rải tâm từ là cái người đó phải thương mình, phải biết thương mình, tức là người đó không có buồn, không có giận, không có trách mình ha, cái gì nó qua rồi thôi, mình coi đó là bài học sửa đổi thôi, không có trách mình ha. Và làm những điều thiện. Cái thứ hai á là không buồn, không giận, không có trách ai cả. Người có lòng từ bi như Đức Phật á, ngài không có buồn, không giận, không có trách chúng sanh ha. Cho nên ngài rất là hạnh phúc. Đức Phật là người hạnh phúc nhất trên đời này. Rồi mời quý vị đọc theo sư nha. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Nguyện cho tôi được an vui thanh tịnh. Đó, khi mình nguyện như vậy và mình luôn luôn hay biết tâm của mình, buồn đâu bỏ đó, giận đâu bỏ đó. Bởi vì buồn giận là khổ, là nguy hiểm, là sanh tử luân hồi. Khi mình nghĩ tới ai, nhớ tới ai, mình thấy ai, mình nguyện cho chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nguyện cho chúng sanh được an vui thanh tịnh. Nhớ không buồn, không giận, không có trách ai cả. Nếu nó sanh khởi là hành giả niệm với tâm mình. Tâm nó vô thường, khổ, vô ngã. Còn nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ. Nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ. Nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ. Mình muốn được thành tựu đạo quả là mình phải tu hành tinh tấn. Nguyện cho tôi được thành tựu đầy đủ.
Khi mình thấy ai, nghĩ tới ai, nhớ tới ai, mình mong cho đó được thành tựu đầy đủ, nguyện cho chúng sanh được thành tựu đầy đủ, nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ, nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu đầy đủ. Bởi vì cái tập nguyện như vậy đi, khi mà nó nhập tâm rồi đó, hãy mình thấy chúng sanh, nghe chúng sanh nào mà được thành tựu điều gì tốt thiện lành đó, mình trị được cái tâm ganh tị ghen ghét quý vị, tức là mình hòa thuận, mình an vui đó. Mình vui với cái sự thành tựu của người khác, đó là phước báo. Rồi sau đó mình niệm tâm ha, niệm tâm luôn luôn hay biết tâm mình thiện hay bất thiện mình hay biết. Chỉ đơn thuần thấy biết thôi, nếu cái gì bất thiện khổ đau là tự nó sửa lấy, tự nó sửa lấy, mình không cần sửa. Tức là mình tu mình không có đè nén, không có xua đuổi cái tâm mình ha, chỉ thấy biết đó, tri kiến đó. Mà về kinh Trung Hoa mình học cái đầu tiên là tri kiến, tri là biết, kiến là thấy, thấy pháp, thấy thân tâm, thấy biết thì tự động mình thấy nó vô thường, khổ, vô ngã, tự động nó sửa từ bất thiện thành thiện ha. Rồi một Phật kính chúc quý vị được an vui ha, và tu hành tinh tấn. Sau đây mời MC nha. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ con kính tri ân sư Thanh Tâm đã cho chúng con một cái thời thiền ngắn ạ. Dạ sau đây con kính mời sư Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp ạ. Dạ con kính thỉnh sư Nguyên Thông. Bhavatu sabba mangalam akhantu sabba devata sabba buddha nupavena sada sauti pavantu te bhavatu sabba mangalam akhantu sabba devata sabba dhamma nupavena sada pavantu sabba mangalam akhantu sabba devata sabba sangha nupavena sada sauti. Và vâng tu tê tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai. Dạ con kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con. Dạ sau đây Nguyên Trang con kính mời đạo tràng cùng con hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Akasattha chavumattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tu sasanam. Akasattha chavumattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan turathake. Akasattha chavumattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tunyatayo. Akasattha chavumattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tupanino. Akasattha chavumattha devanaka mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhan tuno sada. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui.
Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng, kính tri ân quý sư đã đến với đạo tràng và cho chúng con đã giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Và kính tri ân quý sư rất là nhiều. Và con cũng kính cảm ơn quý cô chú đạo, quý cô chú Phật tử đã đến tràng và đã tham gia thời pháp ngày hôm nay. Và con kính chúc quý cô chú có một đêm an lành, một ngày an lành, sáu thời đều an lành ạ. Và một lần nữa con kính chúc đạo tràng có một buổi tối. Và con kính gặp mong quý cô chú trở lại đạo tràng vào ngày mai vào lúc 9 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Ngày mai sẽ là ngày thứ tư, là ngày của nhóm học. Chúng ta sẽ ôn về vi diệu pháp và Nguyên Như sẽ là người chia sẻ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con xin xuống mít ạ. Dạ, kính chúc mọi người có một đêm an lành. Dạ, con cảm ơn mọi người ạ.